đàn cá như nhau rất nhiều. Nó còn những chưa tính những con ở ngoài rìa này không hút được phi ấy. Câu cá đuôi xin chào quý vị và các bạn. Đó, hôm nay được đi chơi cho mấy thằng nhỏ này nó bắt cá này. Ao này là cá nuôi cá vàng rất nhiều luôn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy ngoài kia đang chu chu. Đấy. Mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Có quay lên người lên mạng à? Ừ. Trời ơi. Tắm cá chưa? Thì các bạn có thể nhìn thấy đàn cá rất nhiều. Đó. Ủa, con tay nhỏ. Ở đâu chào ơi, rất là nhiều cá này thì nó rất háo oxy. Ê, sáng ra mà người ta phải bơm ôm cái này. Bây giờ cá cái đua rất đẹp nhé. Đàn cá như nhau rất nhiều. Nếu còn những chưa tính những con ở ngoài rìa này không hút oxy ấy. À, rất nhiều nhé. Các bạn có thể chọn hơn mà nên là không nhận ra. Mình sẽ đi một vòng ao xem có cá không? Đi không? Đùa cá chưa? Khắp nơi, khắp ao. Đó. Toàn cá vàng thôi. Có những cả, có những cá koi nhá. Cháu ăn cơm. Đúng rồi, ngậm này. Ngậm. Nào, bọn này vớt được bao nhiêu con rồi. Ôi ơi, nhau nhau. Người thả người vớt. Đâu, được cậu vớt như thế nào? Cậu còn lâu mới vớt được. Đây, 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 đây. Nhìn này, nhiều chưa? Vớt này, bye. Ôi ôi. Cá vàng nó to lắm. Cá rất thôn, nó không thể vớt được rất nhiều. Đây là ông chưa? Cái này vớt này tập thể dục à? Tập thể dục nhiều hơn. Ê, cậu quay lại lúc nào? Anh nhâm mắm của làng, anh mắm của xóm. Nào để tao quay nào. Bơi được con nào. Mẹ chồng. Đây, tôi tao cả bô em xuống nè. Mày xem tôi tao cá rồi. Mày chưa, này cũng rất là đẹp đấy. Nhìn cá cứ nhau phi ở dòng nước. Anh ấy bắt được một con cá. Cá màu trắng. Cá màu trắng à, trắng hồng. Cá là cá chép thôi. Chép. Đúng rồi. Đúng rồi anh. Bắt tay được. Bắt được. Không thể đâu. Đây đứa cầm rồi. Ôi, chúng mày lấy cái gì đựng tôi hết rồi, nhảy nó khỏe quá. Nhảy đó. Nọc nọc. Đây. Bắt thì thả ra thôi. Thả ông chửi cho đấy. Vừa thả vừa bẻ cho sống đi. Mày nhanh thôi. Con này chết rồi. Con nhận dọn cá chết, cá thiếu oxy. Đó, đúng rồi. Con này chết rồi. Thôi, nhắm nó xuống nước. Thả, nhắm xuống nước. Cá là cá người ta nuôi. Để lớn lên người ta chắc là thả vào bể bán bể cá thôi. Các bạn cần đi. Hả? Chết rồi, con nhỏ đã chết rồi. Đây nè. Các bạn, cá này là người ta nuôi để
Đó là kinh doanh thôi. Quê này thì có ao thì nuôi. Nào, ôi, kem to thế. Nào cái, kem to thế cho anh với nào. Nào. Trẻ con có, mày hút đâu. Tao quay lên rửa lên mà người ta xem à. Ừ. Càng cái mày là dính viên luôn. Hả? Cháu rất là ăn xem. Tao rồi, kéo vào trả mày. Cần đâu á. À, cá rất nhiều luôn, khắp mọi nơi, tất cả các ao. Ở trên Hà Nội mà có một cái ao này nuôi cá vàng để bán thì phải nói rồi. Trên Hà Nội mình cũng có một cái bể cá nhỏ thôi để nuôi cá cảnh ấy, mà mua mỗi lần một con cá này cũng phải 3-5 nghìn một con. Ừ, cả ao này chắc là mấy nghìn con. Ba bì. Bao tiền? Ba bì. Ba bì á? Người ta thả giống ba bì. Ba bì to, ba bì nhỏ. Một thôi. Ba bì to à? Ba bì to. Kém kém ngô mà. Nhưng mà cá nhỏ hay cá to? Cá như này không? Hay là nuôi lâu rồi? Nuôi lâu rồi. Nhỏ á, lúc đấy nó còn nhỏ hơn, nuôi lâu. Ừ, nuôi bao lâu? Từ tuần trước. Từ tuần trước? Từ tuần trước mà lâu. Từ đợt, thế đợt trước thả cá như nào? Cá như đầu ngón tay này không? Có. Đây là con này. Đầu ngón tay này. À, có con nó nhỏ tầng này. Có con nhỏ bằng nào? Con nào? Con nào? Bằng cái ngón này. Bằng đấy. À. Nhưng mà nó ngán đến đây. Ngán. Ừ. Có con nó to bằng cái ngón này. Giờ thế đây, giờ chỉ có con to bằng đấy, có con to hơn. Có con nhỏ. Ừ. Đây vẫn có con nhỏ. Người ta thả này chắc lúc là lúc nào, ông ấy bảo là nếu mà ai bắt trộm thì là cho canh chừng đó là ông ấy nói phét trộm thế nhưng mà không được bắt ông nuôi mà ông nuôi ông bán nói tiếp đấy ông rất nhiều cá lại nhá đủ cả đó. Tôi có sự vớt đường cuội đấy bạn không à đây được cô to đấy. Có phê đây. Về nuôi 1-2 ngày rồi. Được nhiều chưa? Để cho con bóng ăn. Ăn được 3 con rồi đây. Có phê đây. Cái cháu mà không nhắc này. Từ con cua đấy còn chứa. Thấy đúng không? Mày đi săn cua đi. Săn cua. Đi tìm cua đi. Cháu không biết. Quá còn ăn đã há mộng nghe đây ăn giỏi hết đây là gì nhỉ thằng con ăn giỏi này là gì thôi quay hết chưa tôi mà giờ đi phòng rồi cua cua có thể nói ngoài đi. Chuẩn hết rồi. Hết rồi. Chạy hết rồi. Tao vừa đái rồi. Chưa. Chưa có cái cá vàng ở đây nhiều. Tôi không thấy. Thì đặc sệt, coi như là đặc sệt cao rồi. Chỗ nào thấy cá vàng. Đó. Tôi biết rồi. Đái bậy. Đó là review gao cá vàng ở giữa xóm. Xin cảm ơn các bạn và quý vị đã theo dõi video. Xin cảm ơn.